Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm ngày 26 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ đến các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế với cường độ mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Vùng ven biển Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6. Dự báo mưa lớn sẽ kéo dài nhiều ngày ở miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ và Đông Bắc Bộ. Theo đó do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đêm 25 tháng 9 đã có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25 tháng 9 đến 2 giờ ngày 26 tháng 9 có nơi trên 100 mm, gió mạnh đã xuất hiện nhiều nơi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 450 mm. Khu vực Trung Trung Bộ từ 26 tháng 9 đến 27 tháng 9 cũng tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm. Riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có nơi trên 150 mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 26 và 27 tháng 9 có mưa vừa mưa to và rông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm tại khu vực đồng bằng bắc bộ trong 2 ngày 26-27 tháng 9 cũng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở nơi trũng thấp. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở miền trung là rất cao. Chính quyền các địa phương cùng người dân phải đề phòng loại hình thiên tai nguy hiểm này.